tại vì nó đều chân. Nhìn rất là đều. Nhớ. Nhưng mà nhìn rất là nhanh, chứ mọi người vừa mới vào mắt vào. Cái lúc hãy chân nên là em quý chị đi chuyển lên trên để tiếp cái chuyển đổi tao và anh nó bị đúng không? Anh bảo mình cuối rồi đấy. Nhưng mà mọi người chưa kịp phản ứng thì mình cũng nhanh quá. Mọi người nhớ nhớ cái đoạn mà phải chân cuối cùng ấy. Vừa đi vừa đi đi chuyển. Đúng rồi, đi vừa đi chuyển. Rồi lại nhá. Bạn lại hay mà, di chuyển đẹp cực. Bởi vì chị bắt chước cái bọn Hàn Quốc ấy, nó dàn dựng sân khấu hay lắm. Cái gì bên này? Nhưng mà đoạn đầu thì phải làm thế nào cho đẹp đấy? Đứng gãy chân thì đứng gãy chân. Ừ. Ừ, được quá. Bên chị lại chân tay trái à? Đúng rồi, lần đầu thì chúng ta chân này, lần sau vẫy tay. Được, được, được. Giờ chúng ta khởi chân thôi. Nào, đứng sẵn đều chân thôi nha. Cùng với sao nhìn người đằng trước nhá. Rồi, chuẩn bị nhá. Hai tay chống không đi. Bắt đầu nhảy lên phải bắt đầu dậm chân nhá. 5, 6, 7 bắt đầu.